Sáng 7 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang ở thời điểm bắt đầu thời kỳ cao điểm của làn sóng dịch COVID-19 giai đoạn 2. Số ca nhiễm, số người chết, địa phương có ca nhiễm đang tăng. Chúng ta cần bình tĩnh lắng nghe tình hình và các dự báo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, từ đó đưa ra những giải pháp tốt hơn, Thủ tướng nói. Thủ tướng yêu cầu không để máy móc thiết bị, sinh phẩm phục vụ chống dịch thiếu thốn và làm sao nguồn nhân lực, nhất là những chiến sĩ áo trắng có mặt khi cần thiết, kịp thời tập trung hơn. Ông cũng yêu cầu các đơn vị địa phương lựa chọn hình thức thông tin phổ cập hơn nữa để người dân cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng phát hiện ca nhiễm. Địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra xử lý nghiêm khắc. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần quyết liệt, không được chủ quan lơ là. Thủ tướng cho rằng, với các đô thị lớn, đông dân cư như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nếu để lây nhiễm thì sẽ rất nguy hiểm. Do đó đặt ra những biện pháp mạnh để khoanh xử lý ổ dịch là rất quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 6 giờ ngày 7 tháng 8, cả nước ghi nhận 750 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 346 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam, 10 trường hợp tử vong. Từ ngày 23 tháng 7 đến nay, đã ghi nhận 335 trường hợp, trong đó có 37 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và 298 trường hợp lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mới được phát hiện này đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng, F1 là 118 người. Nhận định tình hình dịch bệnh giai đoạn 2 tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đợt dịch lần này với ổ dịch là thành phố Đà Nẵng và tâm dịch lớn nhất tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp. Các bệnh nhân mắc COVID-19 tập trung vào các khoa điều trị bệnh nhân nặng như nội thận tiết niệu, hồi sức tích cực, nội thần kinh, trong đó có 19 nhân viên y tế, 77 bệnh nhân, 90 người nhà, người chăm sóc bệnh nhân và đã có lây nhiễm thứ phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng với 18 trường hợp. Ngoài ra cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát với 20 trường hợp được phát hiện ở Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác là các trường hợp đi tham quan du lịch làm việc tại Đà Nẵng. Kết quả phân tích các trường hợp dương tính theo ngày khởi phát cho thấy chu kỳ lây nhiễm ước tính trung bình 5-7 ngày với hệ số lây nhiễm RO tại bệnh viện ước tính là 5, dao động từ 4-8. So sánh về tốc độ lây lan giữa hai bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai cho thấy có thể tốc độ lây lan của chủng virus lần này tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhanh và phát tán rộng hơn nhiều lần.